Đây, sáng nay em về quê, bây giờ lên nó quay video cho anh nhá. Đây này. Ở đây em cứ quay rõ ràng anh ạ. Ở đây nhá. Con xe biển 26K1010004 nhá. Là em có mua chiếc xe này công khai, em gửi video cho anh là 61 triệu của một gia đình. Anh biết rồi. Và em bán cho thầy chùa, em không lên video được vì thầy là thầy chùa. Thì thầy vào cái bình đây nhá, anh nhìn này. Tất cả mọi thứ vẫn thế, riêng cái bình xăng này thầy vào bình xăng VIP. Mà em nói thật anh, em đi lương anh biết rồi. Mình không thể nói dối được. Đấy, thầy vào là 10 triệu. 10 triệu thì trừ cái bình cũ của thầy đi. Trừ bình cũ đi thầy đi là 4 triệu là còn vào. Và 6 triệu đi thì có phải là 65 triệu cộng với 6 triệu là 71 triệu không? Đúng không? Thì 71 triệu thì thầy đã xong là anh giải đi được rồi. Thì thầy thấy con biển 6969 của em anh biết rồi đúng không? Đấy, thầy thêm 20 triệu vào nữa để thầy lấy con xe đấy đúng không ạ? Thì em lấy lại con này của thầy và em trừ đi 10%. Trừ đi 10% có nghĩa là trừ đi 7 triệu mốt đúng không ạ? Thế thì có phải là 71 triệu trừ đi 7 triệu mốt là còn bao nhiêu anh? Đúng không? Đấy thì anh ra đi, mới trừ tiền không tính tiền xe trả nữa thì có phải là còn 62.3 triệu không? Em cộng anh vào thì em cộng là 66 nhưng em để cho anh 65 là tình cảm chưa? Đấy thì bây giờ này nhá, anh tên là gì ạ? Anh tên Ngọc. Em chốt anh Ngọc ở Uông Bí Quảng Ninh gì? Uông Bí Quảng Ninh. Ô thì giống tên Ngọc đấy, gọi Ngọc quay lại trả luôn. Em chốt cho anh Ngọc ở Uông Bí Quảng Ninh con xe biển 26K1010004 là chọn gói của anh là 65 triệu và cộng tiền ship tới đây nhà anh bao nhiêu cây số thì tính sau, được chưa? Tiền ship anh phải trả đấy, không em có lãi đâu. Thôi này nhá, tình cảm em lấy anh 1 triệu tiền xăng đi lại với tiền cầu đường, lịch sự chưa? Được chưa? 66, ok. Ok nhá, chốt cho anh là 66 triệu con này là đấy xe của thầy chùa là anh được lộc của thầy đấy, em nói thật. Nhà anh đi lương đi đạo ạ. Chúc anh gửi luôn địa chỉ em nhé, em đi đường em trên kênh đấy, em đi đường Bắc Giang, Bắc Linh, Bắc Giang phải không? Không, em đi nối cao tốc Hà Nội Phòng thì gần hơn hay xa hơn? Cao tốc Hải Phòng thì em xuống Hải Phòng, xuống đầu đường 10 cái này vào nhanh luôn. À thế ạ, vâng. Thế thì trước hết em không biết nói gì cả, anh chốt rất là nhanh chóng. Nhưng mà thật lòng nhá, em chia sẻ thật lòng nhá. Sáng nay anh chốt em 65 triệu, em nhắn tin lại chốt nhưng anh không trả lời, em cảm thấy hơi ngại ngại. Nhưng kiểu mình đi cần người ta, đây nói chuyện vui tí thôi. Thế nhưng mà em bán xe em luôn công khai anh biết đấy, rất là rõ ràng. Thuận mua vừa bán và em trả tận nhà anh. Và bây giờ trước khi trả em quay video lại cho anh này, để anh kiểm tra lại. Hai đèn zin đẹp này. Sinh nhan zin này. Đấy, dè linh kiện này. Dây dặn này, thút đắt ở cái thút này nhá, anh nhìn này. Thút bọc này. Đấy. Vành con này zin em thô. À vành zin. Đấy, vành zin. Vành zin luôn anh ạ. Đấy, đũa đẹp nhá. Đấy. Thút này. Đầu bò hơi này. Bọc mạc này. Chế zin này. Lốc này, con này lốc đẹp lắm nhá. Con này lốc đẹp này. Đấy. Cái bình xăng zin này thầy vào em không nói đi nhá. Coi nhanh anh không có bình xăng zin này đấy. Anh ăn không có bình xăng này luôn đấy. Đấy. Quá một chìa nhá, quá một chìa lùn này, em quay lại qua thôi. Quá một chìa lùn này. Đúng không? Xe thầy chùa mà. Đồng hồ này. Đấy. Cuồng tắc đẹp này anh nhìn này. Đó, chó này, yên zin này, tay giáp zin này, củ hậu zin này. Sinh nhan sau zin này. Đấy, bô không chữ này. Dạ. Vâng ạ. Đây nhá, thụt sau vành sau zin này, bánh sau zin này. Đấy đẹp này. Đúng như tả nhá. Đây bên lốc côn này, cần khởi động đẹp luôn này anh nhìn này, xanh nét này. Đấy lốc côn đẹp luôn này. Có nghĩa là em muốn quay cho anh này, nếu em sao sai em chịu trách nhiệm. Còn trong quá trình sử dụng, đấy, xảy ra bất kỳ vấn đề gì về an ninh em chịu trách nhiệm. Còn về xe là đúng video là như thế. Là thầy vào cái bô mới hơn nhá, không lẽ quên mất. Thầy vào cái bô mới hơn nhá, không đến lúc anh xoay lại cái bô kia là cũ đấy nhá. Thầy vào bô mới hơn. Đấy, cái xe này là con trước hết là con đăng cái video lên này, con mong với thầy Huỳnh này. Thích Thanh Huỳnh. Thầy Huỳnh xem video này xem có tả có chuẩn không. Từ nhà thầy về đến bây giờ con bán đúng như này, chứ không con nói sai là con chịu trách nhiệm với lời con nói trên mạng. Đấy là em duy tâm một tí, anh thông cảm cho em. Đấy, để cũng để chứng minh cho thầy Bình biết là cái xe đẹp ấy là con bán phát xong ngay. Và cảm ơn thầy đã chia lại cái xe này cho anh Ngọc. Còn là chiếc xe 6969 là thầy tuyệt đối ưng rồi. Thầy còn bảo sau này có xe hơn trăm bán cho thầy cơ. Đấy. Bây giờ em gửi số tài khoản anh vứt cho mấy đồng gọi là niềm tin. Đấy là nguyên tắc. Anh chúc bắn luôn hết chứ. Ok, thế tuyệt vời. Đấy là cái uy tín, em chụp ảnh lên mạng luôn. Còn sau này anh để em chụp ảnh nhé, em chụp ảnh màn hình này. Đấy. Còn sau này em trở lên tặng nhà anh, cứ sai anh chịu trách nhiệm, được chưa? Ok. Anh gửi vị trí cho em và em gửi số tài khoản chốt nhá. Anh gửi luôn đi em. Vâng, em chào anh nhá. Chúc kèo thành công, cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Cảm ơn cộng đồng mạng nhá, cộng đồng mạng tin tưởng của Trung Kiên. Ok. Chúc kèo thành công. Em chào tất cả anh em. Anh mua rất nhanh gọn đấy. Thật sự lúc em cũng hơi buồn anh đấy. Anh bảo để cho anh nhé rồi mà em gửi cho anh cái tin nhắn bằng chốt cho anh mùng 2 đầu tháng, anh chẳng nhắn tin lại ngay. Em cứ hơi ngại vì em cứ cảm giác được mình.
anh đang bận, đang bận công việc một tí. Thôi thế này là vui vẻ rồi. Em đích bia em đi tắm đây em trả tận nhà anh luôn nhá. Ok. Ok anh, em chào anh ạ, em gửi số tài khoản. Vâng ạ, ok anh nhá, anh chuyển thế tuyệt vời rồi, em đăng lên mạng luôn nhá. Ok anh, ok anh, uy tín nhá. Vâng ạ. Ok anh, em chào anh. Vâng ạ, vâng, em chào anh ạ. Vâng.